Xin chào em Thạch ở Củ Chi, ông chưa chào tôi đây. Xin chào em Thạch ở Củ Chi nhé. Chúc các em buổi tối rực rỡ, tràn đầy niềm vui. 6368 mãi đỉnh luôn. Xin chào người anh em Lê Việt 21. Chào đồng nghiệp nhé. Xin chào anh em Lê Việt 21 nhé. Đấy, gọi là gì nhỉ? Mạnh Mộc, cây trong rừng lớn tại Lâm Mộc nhé. Xin chào anh em Phủ Phát Sơn, anh Hải. Quê 90 à? Không người anh em ơi. Tôi quê Hải Dương người anh em ơi. Xin chào anh em Khoa Lê Nguyễn. Đế Vương khai trương lại cả hai. Đế Vương là vẫn đang test anh em ơi, vẫn đang test. Anh em vào test cho tôi. Xin chào anh em Dương PNG. Đấy, chúc em Dương PNG buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào Hoàng Toản, Tì Bắc VK cho vui. Đấy, vui quá, bây giờ tôi về đây rồi này. Đi BC Bắc, ok người anh em, ok BC, BC đấy. Còn lúc buổi tối là phải đi kìa bạn. Buổi tối nó chỉ có mỗi một lúc đêm pin là anh em gọi là lên cầm tay nhau trên cầu. Đấy, sau đó chúng ta phải lên chuồng đi ngủ. Xin chào anh em Vương Đức Anh, MU chú VK, vũ khí 2.0 của 15. Không ọp đánh yếu hơn, rất thủ sang. Anh em phải đập ọp vào, nhá, phải đập ọp vào. Đấy, vũ khí 2.0 người anh em phải đập ọp vào rất là khoảng 8 ọp hay là 10 ọp đấy. Tốt nhất là đập lên 28 ọp. Là mắc binh, là tích hoạt hết rồi. Xin chào anh em Củi Phát Sơn, giọng 34 sao nghe lạ thế ạ? Giọng của tôi là giọng Hải Dương đấy. Nờ lẫn lộn luôn anh em ạ. Xin chào em Nguyễn Văn Cảnh, chào anh Hài hàng xóm em Bắc Giang ạ. Úi dồi, xin chào em Chí Tam Bắc Giang nhé. Đấy, chúc em Nguyễn Văn Cảnh buổi tối rực rỡ tràn đầy niềm vui. Xin chào em Quý Sơ Chi bé Ali, ok người anh em. Xin chào em Tiến Lâm, bác nào đang xem live, bác Hài có sói em xin còn đấy, không nào có sói để cho người Tiến Lâm một con kìa. Xin chào em Dương Kiên Di, chờ Open Đế Vương chơi bác gì. Nói chung là giải trí nha mọi anh em cứ cảm thấy con nào gọi là hợp giải trí. Tôi biết là anh em giải trí theo kiểu gọi là vui vẻ nhẹ nhàng thôi. Đừng có đi mua linh tinh gì nhỉ, cứ chơi bình thường thôi, đấy là vui nhất nhá. Cứ chơi bình thường là vui nhất, không phải mất đồng nào đâu. Xin chào anh em Tuấn Nguyễn, có live Đế Vương bác có tí nữa anh em ơi. Sau David nhá. Ra rồi. Về anh em ơi, về đi. Blut. Tìm cái vé đã anh em ơi, tìm cái vé đã. Shit, vé đâu? Vé ơi là vé, bao cách 4. Đây rồi, may quá anh em ơi, còn 2 cái. Thật phép là lấy luôn. Vào việc luôn. Nào bây giờ chúng ta cùng qua bên Đá Biệt anh em ơi. Đá Biệt đây. Xin chào anh em Nguyễn Văn Cảnh, bác hướng dẫn ép sói 1 và sói 2 với ạ. Sói 1 là phải đổi bằng ballet. Còn đâu từ sói 1 đến sói 2 là phải xoay anh em ơi. Tôi chưa có nguyên liệu nên tôi không xoay được. Vào việc luôn. Đây rồi anh em ơi. Đấy. Vào nhanh à. Đây ngọc này, được ít ngọc này, đi tham quái được ít ngọc anh ạ. Cầy ngọc đây. Cất bớt đi. Đấy. Cất bớt đi. Xin chào anh em Tuấn Nguyễn. Xin chào anh em Tân Ly. Bác Hà cho em hỏi tí, mình mặc đồ xong tẩy voi lại sao không tăng sức mạnh, đồ sẽ màu đỏ vậy có tác dụng không bác? À, thỉnh thoảng là có game có tác dụng em ạ. 90% là có tác dụng, của thì còn đâu mà 10% là không có tác dụng. Anh em mà đã mặc đồ đỏ vào mà máu vẫn cộng nguyên ấy, tức là gì có tác dụng nhá. Có máu là có tác dụng đấy. Xin chào em Tuấn Nguyễn, bác có test tam con Summer Mu Đế Vương không? Vào em cho đồ mắc pin mà test. Hôm nay là tôi chơi DK anh em ơi. Mà tôi chơi DK. Sum tôi mới chơi tôi test rồi. Cảm ơn em Tuấn Nguyễn nhé. Xin chào em Dương PNG, xin phở bồ của bác Hải PK vui vẻ đây mẹ. Người vào đi người anh em ơi. Đang được chuẩn bị blue đây này. Xin chào Nguyễn Văn Cảnh, sói hoàng kim 1 đổi như nào? Sói hoàng kim 1 thì đổi là gì ạ? Là như là 10.000 viên black đổi được sói hoàng kim 1 đấy. 10.000 viên black anh em ạ. Xin chào em Hiếu Văn, hello bác, dạo này chăm like thế like anh em ơi. Chào lại là vợ nó hay dỗ buổi tối nên là chịu có like nhỉ. Xin chào em Him Japan, úp sói tấn công sao thấy trên web ghi 7900 mà trong game được 5% vậy bác? À, tùy mỗi game anh em ơi, mỗi game một kiểu nhá. Đấy, mỗi game một kiểu. Game mới open thường nó sẽ khó anh em ạ. Đấy, game mới open thường sẽ khó đấy, không phải dễ đâu. Xin chào em Dũng TV, Mochivica thì mới vào làm sao để có danh vọng với danh hiệu vậy? Người em đi cày ngọc nhá, đi cày ngọc. Đấy, sau đó đổi ngọc ra điểm VIP và sử dụng điểm VIP đấy nó sẽ nâng cấp tu cho danh hiệu. Đấy, xin chào người anh em chip cày map nào nha vị bác, cày Icarus thì em ơi, Icarus là nhanh nhất. Thì ông nào kia tiểu long nữ kia bác hãy mềm nhau không? Không, đừng mềm tôi.
đừng đẹp tôi người anh em ơi. Xin chào người anh em BHK, trước em chơi MU Tây Nguyên đã nhiều MU lắm. Xin chào em Thắng Vô, MU gì mà đông thế? MU này là phiên bản 4 class anh em ơi. Đấy, 4 class thôi, chỉ có DK 6 FMG thôi, đấy chỉ có 4 class cổ điển thôi. Và tên con game này có ghi trên màn hình nhá. Đây là đây là để tôi đi vào đấy. Blood này rơi tầm khoảng 50 đến 60 người anh em ạ. Chào mừng anh em đến với trận Blood 22 giờ buổi tối hàng ngày. Vâng, chúng ta tiếp tục là nắm tay nhau để nhảy cầu đây. Tôi tắt cái PD để đi. Đấy, chuẩn bị anh em ơi. 3 2 1 lên anh em ơi, lên tôi. Em vị trí là đi bạn ơi. Em vị trí đi bạn ơi. Đúng rồi, em vị trí ra đi nhá. Tôi nhìn em vị trí tôi gọi là hơi run tay đấy. Xin chào anh em Lếu, bác em xin bảng tăng coi vào đây, người em chụp lại màn hình đây. Đây bảng tăng coi show master của tôi đây. Lên anh em ơi, lên xịt phép vào đây rồi, get go. Vào việc. Ui vẫn còn kìa, ai bảo hình sinh đâu. Và một nhà, ông nào lướt, không lướt như ra xua thì sợ quá anh em ạ. Và một anh em ơi, một đây, vào PT một. Một. Đây rồi, có PT rồi anh em ơi, có PT rồi. Xin phép là đứng giữa đội hình đối phương đây. MG là ông dám lửa mẹ mày, đóng cả mắt kia. Đóng hết cả mắt chưa? Đây, rồi ok. Đấy, bắt đầu cặp chuột nhá. Tay lúc nào phải sờ một tí mùi là tí tele anh em ạ. Bắt đầu vào việc. Xin chào em Trần Sang, anh có biết ông Clancer không? Có biết đấy, ông Clancer là chơi lúc đầu game đấy. Bây giờ chắc là bận rồi, yên cỗ một thời gian bây giờ, cái thấy đã cỗ nhiều quá. Chưa thì online. Xin chào cái em Phạm Minh, game MU gì vậy? Đây là con game MU gọi là 4 phiên bản class anh em nhé. Nhờ phiên bản gồm có 4 class, cũng có DK6FMG thôi, và tên con game này có ghi trên màn hình nhé. Đây, con game này chỉ cần reset 50 lần là mắc ping nhé. Đấy, chỉ cần reset 50 lần là mắc ping thì bạn cũng hạ này anh em. Đấy, reset 50 lần là mắc này. Đấy, không cần reset thêm. Đấy, sau khi là reset 50 lần mắc xong là anh em chỉ việc là đi gì ạ? Săn boss kiếm đồ này, đi block Devin này, đi cày master thế thôi. Giải trí vui vẻ nhẹ nhàng anh em ạ. Đấy, con game này phù hợp anh em là gì ạ? Đi làm nhá, ban ngày đi làm, buổi tối về giải trí một tí thôi. Đấy là vui anh em ơi. Đi block Devin xong là gì ạ? Lên chuồng đi ngủ, hết phim. Đấy, bộ phim nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Xin chào em Minh Nhật, chúc em Minh Nhật buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào em Trần Sang, server non chắc ổng vô tươi đó. Đúng rồi anh em ơi, có chứ. Và về giải trí gọi là gì nhờ, gọi là thay đổi không khí khi cho vui vậy ạ. Full này anh em ơi, full PT 10 người anh em nhé. Bây giờ xin phép là tôi bỏ con sói xuống này, bỏ sói kim xuống này, đeo thần mã lên để tăng kinh nghiệm đi ạ. Đấy, sói hoàng kim là tăng đam nhá. Sói hoàng kim tăng đam, còn đâu là thần mã nó sẽ gì ạ, tăng kinh nghiệm. Phải đeo thần mã lên, bắt đầu máy rồng nhá, đen xì chưa. Chim tôi bao giờ có mấy người đây? 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Full PT là 10 người. Xin chào em Chinanoko, còn học sinh mạng bác này. Còn anh em ơi, còn ít lắm. Tôi tặng người anh em 30 viên nhá. Tí nữa xong là blue là tôi tặng người anh em. Xin chào người anh em Nguyễn Công Phong. Đấy. Chúc anh em Nguyễn Công Phong buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Anh em ta cùng nhau vào gọi là gì? Là ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Đấy, game này chủ yếu là kỷ niệm với anh em ơi. Xin chào em Đức Nguyễn, bác đi xem đông anh em không bị nhảy cầu không? Đấy, hôm nay là ngon rồi nhé, mà hôm nay là không bị nhảy cầu. Hôm nay tôi thấy là hoa vàng thì cỏ xanh, anh em nhìn thấy chưa, mẹ MG chém này. MG chém gọi là gì ạ? À? Thấy màn hình luôn ạ. Cái ông này ông cùng chiêu và chiêu bảo diện. Đấy. Xin chào người anh em Nguyễn Đại, MU gì vậy? Xin giới thiệu người anh em Nguyễn Đại, đây là MU phiên bản có 4 class thôi. DK6FMG thôi. Và con game này là gì ạ? À? Có ghi tên trên màn hình đấy, anh em nhìn trên màn hình có tên. Xin chào anh em Chinaloco, nhân vật săn boss F các bác. Ok người anh em Chinaloco nhé, nhân vật săn boss F, ok tôi nhớ rồi. Tí nữa về gì ạ, Florencia hùng đồ hàng gào là ok luôn. Xin chào em Nguyễn Đình Thắng, ra đồ 380 rồi bác, hình như là có rồi nhưng mà hiếm lắm, hiếm lắm, chưa ai đủ set ngon cả. Xin chào anh em GTV, xin chào anh em Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương là một trong những có lợi đấy. Đồ dễ kiếm như vậy làm game có lợi ích gì bác? Con game này là không mốc nạc, không tốt nạc, không gom nét nha. Anh em tự chơi tự kiếm đồ thôi. Đấy, một là đi support kiếm đồ, hai là mua lại của những em người ta đi support được. Thế thôi, đơn giản thôi. Không tốt nạc, không mốc nạc. Xin chào anh em Hoàng Quản. Đây LMLS khỏe quá. Lương Sơn với cả Liên Minh Lương Sơn vừa vào. Lương Sơn là buổi tối anh em đi đâu?
Riêng Lương Sơn là gì ạ? Buổi tối đi rất đông nhỉ, ban ngày thì là hơi vắng. Ban ngày chắc là gì ạ? Phải đi kiếm xe. Đấy, buổi tối là cái trường. Xin chào anh Hà Thế mới chơi cho xin đồ với anh. Đây anh em vào đi, tôi sẽ tặng em một gậy rồng và diện một bộ ring band và 10 viên black nhá. Đấy. Đông với anh em thì có lệnh là sổ chéo tân thủ nhá. Sổ chéo tân thủ là có set đồ. Lệnh số 1 là tân thủ nhá, lệnh số 2 này là sổ chéo enter sổ chéo nhiệm vụ. Đấy, để làm nhiệm vụ nhanh. Thế là con game dễ chơi anh em ạ. Rồi ở bao MG cũng chém này anh em ơi. Đáng giật màn hình luôn. Xin chào anh em Quảng Nguyễn nhá. Xin chào anh em Lý Minh Tuấn. Chúc anh em buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào người anh em Xoái. Nay không phải trả bài anh. Chưa anh em ơi, hôm mai. Mai lịch của tôi là gì ạ? Lịch của tôi là tuần 2 tháng 8 năm 96 nhá. Đấy, lịch của tôi tuần 2. Tuần này trả một lần rồi. Do vậy là trong vòng từ giờ đến cuối tuần là phải trả lần nữa là thuộc của anh Mận. Bằng vài, à dạ, toàn hai bài luôn. Lượt đi lượt về. Xin chào người anh em mới ra tù. Người em mới ra tù luôn ạ. Việt Trí đây, à xin chào em mới ra tù. Chúc em mới ra tù là dạ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ và dạ luôn luôn mỉm cười nhé. Xin chào anh em Tịnh Văn Quang. Làm sao đam lên tận 1 triệu kia. Đam 1 triệu là MG em ơi, mắc đồ. Con game này là gì ạ? Yếu hay mạnh là do đồ nhá. Tất cả anh em là đi xét 50 lần là coi giống nhau hết. Do vậy gì ạ? Mạnh hay yếu là do đồ đấy. Đồ càng ngon thì đam càng to. Đồ càng ngon thì càng to. Nên hãy mạnh yếu do đồ. Xin chào em Nguyễn Khánh. Hôm nay chơi vui nhưng bị trộm nó mượn mất máy tính. Rồi mãi không trả thì cả rồi. Đấy. Bây giờ người anh em bây giờ tôi bảo phản cách cho người anh em lấy lại máy tính này. Đấy. Người anh em bảo thế này. Vợ à. Đấy, bây giờ là gì ạ? Ở cơ quan bây giờ là chồng là gì ạ? Mang một số công việc ở cơ quan về nhà làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Đấy, bây giờ là hiện tại ở nhà không có máy tính. Bây giờ là gì? Gọi cho chồng xin khoảng 15 củ nhé. 15 củ để chồng mua bộ máy tính để chồng làm thêm việc ở nhà. Đấy, để có đồng ra vùng vàng. Đấy, có tiền mua sữa cho con. Chỉ cần thế thôi nha mọi vợ nó nghe ngay ok luôn nhá. Thế là anh em buổi tối nha, vừa được chơi game nha. Em cứ bỏ quyết định treo ra gõ cộng hòa thôi, game thời đang là ok rồi. Vấn đề gì nhỉ? Đấy, phải có bài nhé mà. Phải như thế, là có máy tính chơi ngay lập tức. Xin chào anh em Quang Tình, Tê Việt, server của ADA. À, không anh em ơi, tôi chỉ là streamer thôi. Tôi chỉ là streamer gọi là gì? Đi review game, gọi là review game dạo anh em ạ. Xin chào người em Đức Nguyễn, bác ra giữa cầu xem nhiều em không. Đây đây, đây là một team anh em nhá. Team này team của tôi đang ở cuối cầu. Đấy, team này của tôi đang ở cuối cầu nhá. Bây giờ tôi ra gọi giữa cầu cho một team nào không. Đây, giữa cầu giờ còn một team nữa nhá. Như vậy tổng cộng là có 2 team. Đấy, có 2 team. Và team đầu cầu nữa, team đầu cầu của H5N1 rồi. Như vậy là cầu này chúng ta ra được khoảng hơn 30 người ở cầu này. Hơn 30 người ở cầu này. Không, hơn 20 người thôi, quên. Mỗi team 10 người mà tổng cộng có 3 team thì chỉ cần khoảng hơn 20 người thôi. Xin chào anh em Quang Tình, server ra đâu chưa? Con game này open từ Tết anh em ạ. Đấy, open từ tháng 1, bây giờ tháng 10 rồi. Là con game này open được 9 tháng rồi anh em ơi. Xin chào người anh em cậu hai Tây Nguyên. So No Way đây. À, xin chào em No Way nhé. Chúc em No Way là buổi tối rực rỡ chẳng một niềm vui. Xin chào em Thoái. Anh là media có bị vợ mắng vì chụp ảnh xấu hay cố? Tôi đi chụp ảnh cưới cho người khác được nhá, tôi đi quay phim cho người khác được, nhưng mà riêng chụp ảnh của vợ tôi thì không lúc nào là không lần nào là vợ tôi chê cả. À không, không lúc nào là vợ tôi khen cũng quá chê thôi anh em ạ. Ở đây là có một cái sự thật hiển nhiên anh em nhé. Tất cả những ông đàn ông là kể cả có đi làm media rời nữa nhá, kể cả có đi gọi là đi làm ảnh cưới nữa nhá, khi chụp ảnh cho vợ đấy luôn luôn bị chê anh em ạ. Công nhận là không, riêng người chụp người ngoài không sao, nhưng mà cứ chụp ảnh cho vợ xong là không biết đẹp luôn. Mình xem lại mình cảm giác đấy là vợ mình xuất thân đấy, cái bị cay nhỉ. Xin chào người anh em Min, sao em không tải được game kỷ còn là do máy đấy, do máy tính người em bảo mật game quá. Cảm ơn em âm nhạc và cuộc sống đã chia sẻ với like nhé. Chúc người em âm nhạc và cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui, luôn luôn mỉm cười và gì ạ, và gì ạ, chuẩn bị một giấc mơ ngủ ngon. Xin chào em tạp hóa xanh sờ to, anh Hải chào em cái đi ạ. Đây, xin chào em tạp hóa xanh sờ to, chúc người em tạp hóa xanh sờ to của buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. 6368 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Xin chào em Nguyễn Văn Cảnh, bác đang Hải đang làm công việc gì ạ? À? Thấy bác hai muộn. Bắt ngày tôi đi làm về media anh em ơi, tôi bên truyền hình.
tôi quay phim này, dựng phim này, làm TVC này, dựng bản tin các thứ kiểu đấy. Nói chung là chuyên đến truyền hình. Xin chào mọi anh em. Derek có game mua nào cày lâu dài không? Ở Việt Nam bây giờ chỉ duy nhất có một con game mà cày lâu dài rồi, là con game cũ. Game cũ nhá. Nhưng mà đỡ con game đấy là tồn tại được 21 năm rồi, bây giờ vẫn đang đăng luôn và một trong những tựa game là đông người chất, đông người chơi nhất hiện nay. Nhưng con game bị đổ thế nào? Top 1 của nó bây giờ là rơi vào tầm khoảng ngang một con gọi là gì nhỉ? Ngang một con Santa Fe. Đồ top 1 đấy, giá của nó là ngang một con Santa Fe. Đấy, gần một cỏi, mà hơn một cỏi đấy. Vậy là gì ạ? Anh em đừng có hỏi cái câu là gì ạ? Có con game nào chơi lâu dài không? Mà hãy game là gì ạ? Có con game nào là chơi phù hợp hay không? Đúng không? Không ai có thể là nói trước là mình có thể chơi con game này là mãi mãi. Đấy. Do vậy là cứ chơi con nào mà là hợp với mình thì mình giải trí mình. Không cần lâu, không cần ngắn, quan trọng là điện giải trí lâu hay ngắn. Tôi lấy ví dụ luôn nhé. Hôm nay người em đã đi sang con game của ngắn, quyết tâm chơi con game này quá lâu dài. Đột nhiên ngày mai con vợ đã cầm ca nước đổ máy tính. Thế là chúng ta hết máy tính chơi đúng không? Như là gì ạ? Chúng ta lại chia tay con game này. Đấy. Do cái hoàn cảnh, gọi là phối cảnh hoàn cảnh nhá, tác động vào anh em ạ. Phải là chúng ta phải chơi lâu dài. Xin chào người anh em Novita, bản này MG đang to vãi, đang to lắm anh em ơi. Không nào đi lên nhặt quét đi nhỉ. Xin phép bây giờ còn 2 phút anh em ơi, đi vào xem kiểm tra quét như nào đây. Đừng không làm nhặt quét của tôi nhá. Mà chém gió quá anh em ơi, lại mất quét rồi. Tôi đoán lại mất rồi đấy, mất rồi anh em ơi. Mà nhặt quét vậy. Mất quét rồi anh em ơi, mất quét rồi, cũng lại chém rồi. Nhiệm vụ của tôi là gì? Cứ 22 giờ buổi tối hàng ngày là tôi được có nhiệm vụ nhặt quét anh em ơi. Bây giờ mất quét rồi. Xem đúng đây vậy. MG nhưng mà quay kiếm này là thắng thực màn hình luôn. Xin chào anh em Boca, anh đang chơi trên điện thoại à? Chỉ em biết tải. Con game này là chơi trên máy tính người anh em ạ, chơi trên máy tính thôi, không chơi được trên điện thoại. Xin chào người anh em Yoshiro S lấy quét kiểu bác mất rồi. Xin chào game Mini Official Mini Office bác hay có phải rửa bát không? Không, bát rửa tông rửa. Tôi chỉ có đi giặt quần áo, thôi quần áo thôi. Bát là tôi có bát là rửa, riêng rửa bát nhé. Tôi có lập một lời thề là gì ạ? Từ nay về sau không bao giờ rửa bát nhé. Giặt quần áo, thôi quần áo rửa. Xin chào em mới ra tù. Mới ra tù thì chơi game này có hiền người ta ra tiền quá. Đấy, chơi con game này là anh em sẽ luyện được chính sách đó là gì là gì ạ? Sống chậm lại, sống chậm lại. Rồi là tình cảm hơn với mọi người. Hay chào của mọi người đấy. Cùng anh em PT cắm level, cày level, là được cày ngọc cùng nhau ở lúc đấy. Chúng ta chúng ta tình cảm là nồng cháy. Còn 27 giây kia bọn chặt thôi. Đây chị Pedro chặt quy kia bọn chặt. Ui đây rồi, boss rồi. Đây là quét anh em ơi, quét đấy. Đấy, càng BT càng đông thì đẹp là phần thưởng càng nhiều nhá. Cứ mỗi một ông một đống luôn. Hiện tại bây giờ có 10 ông đứng ở đây là 10 ông là rơi hết ở đây. Nhặt. Xin bát nhặt nhiều nhỉ, ông hiện trên màn hình kìa. Xin bát nhặt nhiều quá. Hết chưa? Úi trời ơi, xong anh em nhặt nhanh thật. Tôi ấn cách nhiệt tình nhưng mà anh em nhặt nhanh quá đấy nhá. Nhanh quá. Nào, hết chưa? Đứng đây làm gì này, tôi xin phép đứng đây máy rồng cho nó vui nhỉ. Máy phi đâu, máy đấy. Xin chào người anh em Minh nhỉ. Rửa bát là nghề của anh em mình rồi. Đúng rồi, à không, rửa bát không phải nghề của tôi. Phơi quần áo và giặt quần áo là nghề của tôi nhé. Xin chào em phiên bản màu gì vậy? Đây là phiên bản màu chơi 4 class thôi. Đấy, sau FDK MG thôi. Và tên con game này có ghi trên màn hình người nghe. Hết chưa? Hết rồi. Ok. Đâu người em Chinanoko đâu? Về đây tôi tặng người em 30 viên like nhá. Vào việc luôn. Phát này rồi nè. Xin chào người anh em. Ơ sao tưởng mới ra Win 2.5 mà bác F kia có Win 3 rồi đâu? Đây là Win 2.5 đây này. Đây là Win 2.5 của F anh em ạ. Win 3 đẹp hơn nhiều. Đây là Win 2.5 của F. Đây chẳng bọn F là từ từ để lấy đã anh em ơi. Để tôi lấy đã. Valet của tôi còn có mấy chục viên à? Còn 200 viên này. Đâu? F đâu? Đây săn bot F đây. Săn bot F đứng lại người anh em ơi. Cho em xin cây lông vũ anh ơi à. Lông vũ bây giờ còn mỗi cái. Đây tặng người em 30 viên like nhá. Thế thôi nhá. Của ít lòng nhiều quan trọng tình cảm anh em nhá. Đã chơi game MU là chúng ta phải đi David Blood đi em ạ. Vừa đi Blood rồi, bây giờ là đi David.
Bây giờ là vờ ao vào, huyệt vào. Vào. Búp. Te le luôn, te le đi. Đúng rồi, te le luôn anh ơi. Xin phép là bây giờ là tôi te sle. Đây rồi, hoa vàng trên cỏ xanh rồi, đồng đội tôi đây rồi anh em ơi. Đồng đội đây rồi. Chào mừng anh em đến với trận Devin 22:30 buổi tối hàng ngày nhá. Sau trận Devin này là chúng ta gọi là có thể lên chuồng đi ngủ rồi. Nào, vào việc đây. Rồi, H5 bên đồng đội bắt đầu vào rồi anh em ơi. Xin phép là tôi chạy ra đây cả. Tôi chạy ra đây, tôi đeo số bằng kim này anh em ạ. Đeo số bằng kim lên. Úi giời kìa. Tôi người ta đeo con số bằng kim lên đã. Đủ trên tổ còn mười mấy giây là kịp không anh em ơi. Kịp kịp không kịp, tôi đã vẫn kịp đấy. Rồi sói đâu. Lên. Vào, nhanh. 11 giây. Vào phát là chờ anh chay làng chạy. Chạy đã rồi tính sau anh em ạ. Chạy phát rồi tính sau. Búp cái. Búp cái. Và bắt đầu là te sle nhá. Te sle. Rồi. Vào việc anh em ơi. Vào việc đi. Vâng vâng. David bắt đầu đóng cửa anh em ơi. David đóng cửa rồi. Bây giờ là hy sinh là không vào được. Đấy, bây giờ là gì? Tôi có cái trách nhiệm của tôi là nhiệm vụ của tôi đó là chuyện làm rối loạn đời đối phương bằng cách là dùng một chiêu gọi tele nhé. Tele làm rối loạn đời đối phương thôi. Xin chào anh em Thôi Đen Nhỏ. Thời để nhớ. À thời để nhớ. Đi Devin được thưởng gì vậy? Đi Devin là chúng ta thứ nhất là chúng ta được đi nhặt ngọc là một này. Được cày master là hai này. Đấy. Thứ ba là được đi PK là ba này. Và điều quan trọng nhất, đặc biệt nhất là đi Devin được gì này? Đi Devin là chúng ta được trải nghiệm lại nhá. Hoài niệm lại những cái giây phút mà ngày xưa mà chúng ta đã một thời gọi là tuổi thơ rực cháy nhá. À, tuổi thơ rực cháy của chúng ta bây giờ là không thể tìm lại được. Đây là một trong những gọi khoảnh khắc chúng ta gọi hiếm hoi có thể tìm lại được. Đấy. Hết chưa anh em ơi, hết chưa? Ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một thời thấu thơ. Đấy. Lúc còn nhỏ đi trận và lút David. Xin chào mấy anh em. Nô 1 top 2 sâu tele để chạy à, anh tự tin lên nào. Tôi không phải là chạy mà tôi đang gọi là rối loạn ở dưới phương anh em ơi. Đấy, mỗi người một nhiệm vụ nhé. Có những người anh em ngoài đi là sát thương thủ lực này, có những ông thì là tanh cơ này, còn riêng tôi là gì? Tôi như kiểu là đi rừng đấy. Tôi là thực chất là vai trò của tôi là đi rừng nhá. Vai trò tôi đi rừng là tôi là gọi là làm rối loạn đường lưu phương, phát tần phát hiện nhá. Nay ở cánh rừng này, mai ở cánh rừng khác, nghĩ tôi sát cướp là đồ xanh đồ đỏ luôn nhá, làm cho đội hình lưu phương là không biết tôi ở đâu luôn. Rối loạn đường lưu phương nha. Xin chào người anh em công Kevin, bác cho tiếng game nhỏ thôi à. Cũng để nguyên si từ lúc từ mấy tháng này rồi nha em ạ. Hôm nay là có người anh em này bảo tôi là tiếng game của con quà. 90% thì anh em lại kêu bảo tôi là tiếng game nhỏ quá. Không biết kiểu gì anh em ạ. Xin chào anh em 269. Hai biết thầy quà không? Tôi có xem live thôi nhưng mà tôi không quen anh em ạ. Tôi gọi là gì quả? Gọi là xem video thôi. Thỉnh thoảng xem đồng chí live. Mỗi người chúng ta đều có một cái gì đấy là điểm mạnh. Xin chào mấy em Phúc Đỗ, Phú Đỗ. Chào bác, em toàn xem YouTube của bác Hải. Ôi dồi, cảm ơn mấy em. Chúc em Phú Đỗ buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. 63, 68, mãi đỉnh luôn nhá. Hết chưa anh em ơi, hết chưa nào? Vị trí PT đâu, vẫn còn. Coca99 vẫn còn kìa. Coca99 vẫn còn, chi vất 25 đâu. Mấy con hàng chết quần đâu rồi nhá. Làm tôi tele từ đấy giờ mỏi hết tay đấy. Rối loạn đường đi phương chưa? Rối loạn đường đối phương chưa người anh em ơi. Xin chào anh em Văn Lộc Trịnh. Trịnh Văn Lộc đi trả bài đi không vợ lắm mắng. Ủa rồi chưa anh em ạ. Tuần này là chưa đến lịch. Tuần này là phải đến ngày mai. Mai đến lịch anh em ạ. Tuần 2 tháng 8 năm 96. Và tôi không biết là lịch anh em như là. Nhưng mà lịch của tôi là tuần 2 tháng 8 năm 96. Hết chưa? Hết chưa nào để tôi còn đứng lại nào anh em ơi. Chưa hết đi. Lịch vẫn còn. Lịch vẫn còn. Kệ bọn nó à. Kệ thường. Kệ bây giờ là tôi xin đấy. Tụ lại anh em ơi, tụ lại đây một vào việc ra đây anh em ơi. Vào rồi vào bắt đầu vào PT đây. Tụ lại đây. Địch bây giờ đang quá loạn đây rồi. Xin chào anh em Triệu Tử Long đã đăng ký. Ok cả người ơn người em Triệu Tử Long nhé. Thích người em Triệu Tử Long buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Tôi chơi một mobile không ngờ nhìn OBC phải như thế đấy.
Bây giờ game MU chơi trên máy tính bây giờ chủ yếu anh em chơi với trải nghiệm. Bây giờ nhiều game lắm anh em, nhiều game mobile, nhiều game đỉnh cao mà MU nó vẫn là một cái gì đấy là tuổi thơ. Xin chào Nobita, nó dội mưa băng cái đai à? Cần đai đấy, tôi bây giờ là bây giờ tay của tôi không nó phải để cái chiêu tele nhá. Gặp địch cái là phải tele ngay là nó có hoa mắt. Chỉ cần làm cho đối địch cần làm cho đối phương hoa mắt thôi là gì ạ? Là họ đã tự thua rồi. Xin chào người anh em Hoàng Quảng. Chị bác 25 ở số kia ở đâu? Chị bác 25 đâu? Anh nhắc chị bác 25 là thôi lại. Ê, cô K99 thì dịch rồi này. Comment vào đây này. Cô K99 thì dịch rồi bây giờ, nhưng còn chị bác 25 đâu? Chị bác 25 đâu? Còn hàng tiết mùa đâu? Xin chào anh em Hoàng Quảng đang tele ở đây. Đang tele, tôi đang nhìn đây. Chị bác 25 gặp ở gần tôi, phát là tôi tele phát xuống tôi sau băng này, xin ngay nhá. Ông bom của tôi đấy, tele này, cả vừa sau băng này. Sau đó là dội thêm quả chiêu đốt lửa, là chỉ vừa băng vừa lửa luôn là đi xin. Xin chào anh em Nguyễn Thế Đoàn. Game này có cày reset không vậy? Con game này có cày reset anh em ơi, nhưng mà chỉ cày reset 50 lần thôi. Chỉ cần cày reset 50 lần thôi là mắc rồi, không cần cày thêm. Đấy. Đây này anh em này, để tiếp tục quạt đời công. Rồi, nha, bây giờ F10 này. F10 bảng xếp hạng này. Đây, F9 nhầm, F9 bảng xếp hạng này. Đấy. Reset bây giờ chỉ có 50 lần thôi anh em ơi. 50 lần thôi. Là mắc vinh rồi, sau đó là gì ạ? Anh em sẽ đi săn bóc kiếm đồ và đi vào lúc David giải trí đâu, không cần nhiều. Xin chào em Đông, Nguyễn Thế Đông, câu gì vậy? Câu này phiên bản gọi là 4 class anh em ạ, của con TK6FMG. Và tên con game này có ghi trên màn hình đấy. Đấy, có ghi trên màn hình đấy anh em ạ. Cảm ơn anh em Phạm Thủy đã follow nữa, chúc anh em Phạm Thủy buổi tối rực rỡ, tràn ngập niềm vui. Đấy, 6368 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Xin chào Nobita, Hải PK được đi phát 25 tặng quà. Tôi thằng đi phát 25 ngày xưa là tôi vã tôi lên bờ dung ruộng luôn nhá. Bây giờ là người anh em đấy bắt đầu luyện được rồi. Là bây giờ là ngang kèo nhá, ngang cờ. Tôi với ông đi phát 25 vã nhau là gì ạ? Là bất thân thân, gọi là bất phân thắng bại. 50-50 thôi. Xin chào người anh em Nguyễn Quý Khánh 703, khi cách tăng điểm trên đến ghép đây anh em ơi, anh em tham khảo cái cả thực điểm của tôi nhá. Sức mạnh cộng 500 đủ để mặc đồ này, nhanh nhẹn tôi cộng 30.000 để quay rồng cho tiết mù này, anh em thể lực cộng 500 gọi là đủ sống này, đâu là năng lượng là gì ạ, là 20.000 đấy. Sau khi mà anh em reset 50 lần nhá, là chúng ta sẽ có lượng coi là rồng cộng 51.000 coi. Tất cả mọi người đều reset 50 lần là gì ạ? Đều có lượng coi giống nhau, do vậy con game này khác nhau ở đâu nhá, khác nhau ở đâu? Khác nhau là do đồ nhé. Mấy con game này khác nhau do đồ, mạnh yếu là do đồ nhé. Mấy mạnh yếu là do đồ. Đồ ngon thì là diện PK khỏe, đồ mày ngon thì là diện lúc mạnh biết thôi. Đồ yếu thì là đam nhỏ, đồ mạnh thì đam to. Xin chào người anh em thiết bị đo lường thế giới số. Sao ông nào cũng đi xét 50 lần mà tận 1 triệu đam. Đấy, em 46 mà đam 50 đam. Đấy, là do đồ nhé. Đam to hay đam nhỏ đều là do đồ đấy. Để muốn xem đồ người khác như nào nhá, tôi để hướng dẫn người anh em cách xem đồ người khác này. Em giữ an là chuột phải vào một người bất kỳ nhá. Đây ví dụ như là ông kinh sách này, đây thì hiện là cái bảng này, giao dịch để mua tạo nhóm đi theo quyết đấu và xem trang bị cuối cùng. Người em tích vào cái phần gọi xem trang bị cuối cùng, người em cứ xem đồ người ta. Đây, đồ người ta là cánh cộng 13 này, gậy rồng của ta cộng 13 này, và có dòng tăng 3 lần cộng 19 này. Đấy, thì người anh em của đồ người em phải có những dòng như thế này, người ta mới to được. Đấy, đây là cách đi xem đồ người khác nhé. Ví dụ luôn này, đi tìm ông nào DK này, chúa tể đây rồi, chúa tể DK đây rồi nhá. Chúa tể là ông Nam bao nhiêu đây, đam to lắm anh em ạ, DK đam to lắm. Úi ôi, DK đam phát 700.000 đam anh em ạ, 900.000 đam luôn. Đây DK chúa tể đây, xem trang bị à, hãy giữ an thuộc phải trang bị nhá. Đấy, cặp chiến rồng DK cộng 15 này. Đấy, đồ càng khỏe thì là gì ạ, càng đam to. Set này, set rồng đen này, cộng 15 này, cặp kiếm DK cộng 15 này, Win cộng 15 này, con này có số hóa gì đây, có tay dài này, đấy, Linkpen cộng 4 này, Linkpen cộng 4 này, Linkpen cộng 4 đấy, đồ người ta như này là đam to, anh em cần đồ y trì như này thôi là đam 700k, 800k đam luôn. Xin chào, em Nobita có Win 2.5.5 với vũ khí 10 năm rồi, ông đánh nó mang ngang mỗi đốt y đất đấy, đồ cộng cao lên là phải lắm. Xin chào mấy anh em Vũ Hoàng, làm sao biết gói 2010 bác đây? Bây giờ trong đây anh em lại không dùng. Bây giờ lại đi đâu mã hết để tăng kinh nghiệm. Tí nữa ra ngoài tôi sẽ quay đồ cho anh em. Hãy biết khi nào là số đồ tôi này.
gói cấp 2 cao nhất nhá. Đấy, nói cho người em hiểu luôn này, gói cấp 2 cao nhất bây giờ là bây giờ là con sói bạc. Con sói màu vàng bây giờ là con sói cấp 2 là con sói mạnh nhất. Đúng không? Tiếp tục là con sói màu vàng là con sói cấp 1. Thì yếu hơn một chút. Đấy đó, em cần hiểu không được. Xin chào em Tuấn Vũ, mẫu đế vương có 3 cam voi rồi sao chơi ta? Vẫn chơi bình thường em ạ. Đấy. À, con đế vương thế thôi nhá, con đế vương tôi đoán nhá là gì sau này là tại vì tôi test tôi biết là con đế vương tôi test rồi tôi biết này là gì ạ? Mạnh yếu là cũng do đồ nhưng mà cao to đang nó cũng là do đồ là master đấy, do vậy mà con đế vương là con game là non reset nhưng mà anh em phải cày master và phải đi sân bốc kiếm đồ để có đam to thì một là anh em phải có đồ, hai là anh em phải cày master thì đam mới to được. Xin chào anh em Nguyễn Quân đi sân bốc đi bà rồ đây rồi anh em ơi, đang David ở sáu cung quân. Xin chào đội phố bố này, em chỉ xem mỗi bác và VTV để em follow hết. Ok cảm ơn em đội phố nhá, chúc em đội phố buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào những văn cảnh, bác có thể đặt cách cho em xin con thần mã để cày master được không ạ? À? Em cày lâu quá, cảm ơn bác quan tâm. Con thần mã bây giờ là giá khoảng 70k, 50k đến 70k một giá. Và bây giờ đang rất nhiều người đang xin, bởi vậy là xin lỗi người anh em nhá, bây giờ con thần mã này tôi làm em vừa thôi. Hên thui em nhé. Sau David này xin phép là đi về Valencia nhé. Anh em nào tra xe tôi được trước là nhận được con thần mã đấy. Hên thui em nhé. Anh tìm được tôi này, tìm được tôi và tra xe với tôi là tôi tặng người đấy con thần mã thế thôi. Xin chào người anh em biết thế đâu, cho xin cách chụp điểm đến test với cả master đây. Anh em chụp lại màn hình nhá. Anh em có thể tham khảo cái bảng master của tôi đây, bản bảng bảng cộng điểm của tôi nhé. Đây bảng cộng điểm này. Xin chào người em Vũ Hoàng, có người bảo bạn nói 2500 mà em không biết phân biệt hai bí tổ thế nào đấy. Sói 2 là màu vàng, sói 2 là mạnh nhất bây giờ, ok chưa? Đấy, sói 2 màu vàng bây giờ là mạnh nhất bây giờ. Đấy, khi mà người khác người ta tra gen cho người nghe đấy là phải nhìn đấy là con sói này là con sói màu vàng, sói mạnh nhất bây giờ. Có con sói của tôi đây này, con sói mà tôi đang chưa có sói hoàng kim nữa. Tôi đang chưa có sói hoàng kim. Và con sói này bây giờ giá trị rơi vào tầm khoảng 90k hay 90k rồi nhỉ. Xin chào em Lương Nguyễn, tìm bác Hài mà bác tele gây quá, tôi phải tele. Bây giờ tôi luyện được chiêu tele nó gọi là trượng chuồng nhá, chẳng có gọi là cảnh giới đâu, cảnh giới trượng chuồng. Xin chào em Vũ Tuấn, vẫn còn reset thì qua chơi với 58 PT đông phút master lên nhanh mà em có cơ thủ vào. Đúng rồi anh ơi, em tân thủ nhưng cứ qua bên thờ 5 theo vấn đề họ theo tốt, VT càng đông càng tốt, càng đông thì kinh nghiệm càng nhiều. Ngày thành là chi trả coi master bộ kit nhất tầm bao nhiêu tiền? Tôi không rõ nha, tôi không phải dân buôn đồ như vậy, tôi không rõ. Tôi chỉ biết là cái giá đồ của tôi bây giờ, đang là top 2 của số master. Xét đầu của tôi là full cây cộng 13, full cây cộng 13. Anh dòng giảm thương gọi là bắt quinh rồi, 7% giảm thương rồi. Quinh cộng 13 số hoàng kim. Anh xét đầu của tôi bây giờ có giá trị khoảng gì ạ? Từ 300 cho đến 600k. Xin chào người nhận tờ rung. Tele là gì? Tele tức là gì ạ? Là gì ạ? Là phát thần xuất hiện đấy. Phát thần xuất hiện đấy thế này. Đây nha, tôi lại hướng dẫn người anh em tờ rung này. Đây, tele là gì đây? Xin phép người anh em tele là như thế này. Cái quả này xuống này, tele này. Đây, tele này tức là gì ạ? Đấy, là phát thần xuất hiện anh em ạ. Phải tàng hình đấy. Nhưng mà không phải tàng hình vĩnh viễn đâu, chỉ tele tức là nó chỉ là tàng hình một tầm khoảng 2 giây thôi, nó là xuất hiện. Đây gọi là chiêu tele nhá. Đấy, tele là thuật ngữ gọi là từ ngữ chuyên ngành của game MU. Đấy, chỉ có những anh em là chơi game MU thì biết được gọi là từ ngữ chuyên ngành tele. Ngày xưa tiếng Anh thì gọi là tele, mà bây giờ tiếng Việt nó thì sang này gọi là dịch chuyển tức thời. Nhưng mà tôi gọi là dịch chuyển tức thời thì anh em sẽ hiểu hơn, nhưng mà nó lại không phải là từ ngữ chuyên ngành. Đấy, mình chơi con game này mình phải nói đúng cái từ ngữ chuyên ngành nhá, thì nó mới gọi là OCK được. Xin chào em Boy Master, thế bộ VIP tầm 3 đến 5 tuổi đúng rồi, 30 năm tuổi thì là xin phép là gì ạ? Anh em gọi là tổng đúng rồi. Cái set đồ của tôi bây giờ rơi tầm khoảng có 500k thôi, mà tôi đã làm mưa làm gió rồi, đánh đông dẹp tây rồi, te le các kiểu rồi, tức quen các kiểu rồi. Thứ 3 năm tuổi xin phép thì em tổng tổ luôn nhá, tổ luôn nghe em vào bây giờ không cần đánh nhá, em không cần tổ luôn không cần đánh, em vào rồi miệng thôi, đưa tay lên ngược như này miệng thôi là tất cả anh em trước mặt là gì ạ, là làm hết nhá, là hy sinh hết luôn,
không cần phải đánh. Tôi nghĩ em cũng nghĩa tôi còn cười thôi. Mình nở một nụ cười gọi là nhẹ nhàng, dưỡng thật luôn nha. Nở một nụ cười gọi là bình thường thôi, nhẹ nhàng thôi. Cả anh em là nằm hết. Xin chào người anh em quay bắt đầu lạc mưa đằng có mà toàn tay le. Tay le nó là một cái skin mà phải luyện nhiều mới được, nhưng mà không phải là luyện một phát được ngay đâu. Một cô em tân thủ thấy cô tele hay quá, vàng tele nhưng mà cần hy sinh để mà luyện được cái chiêu tele này. Xin phép anh em là tôi đã luyện 9 tháng rồi, tôi chơi con game này 9 tháng rồi, do vậy tôi luyện 9 tháng rồi mới được gọi là cái gọi là nhá, gọi là cái trình độ như này, trình độ như này 9 tháng này phải đơn giản thôi. Xin chào anh em hoàn toàn sao bác hài lại chặn chữ về là thằng TikTok có chặn đấy, không phải tôi chặn đâu. TikTok là nó một nền tảng mà rất nhiều cuộc toàn thay đổi hàng ngày luôn. Xin chào anh Minh Tuấn 1612, bác bao nhiêu điểm master rồi đây? Master của tôi anh em ơi là 282 nha. Anh em nào cần phải tham khảo master của tôi thì lấy điện thoại của cả nhà mình. Ok chưa? Xin chào người anh em Nguyễn Thành Phát, ngày xưa toàn sổ chéo mobile rồi gõ trên map, ai chơi lâu gõ kiếm thuộc luôn cái map chuẩn rồi anh em ơi. Xưa thì Orbea này, Noria này, Orbea Saka này. Xưa tôi phải ghi vào quyển vở. Anh em phải ghi vào quyển vở nhá, nhớ. Xin chào em đâu, Vita, ông Hải có đội Sipat với quang sọt cao tele rồi đấy. Mỗi người một gọi là một nhiệm vụ, quang sọt với cả Sipat này. Nhiệm vụ là đi gọi là sát thương chủ lực nhá. Nhưng mà tôi là có nhiệm vụ đó là gì ạ? Làm rối loạn đối với phương. Đấy, quan trọng lắm em ạ. Tôi là cái nhiệm vụ của tôi giống như là đi rừng đấy, em chơi lên điện thoại đi rừng nha, đi rừng là điện thoát là xuất hiện ngay ở rừng thế này, ngay ở rừng bên kia đấy, lúc thì canh tốt, lúc thì canh bót, lúc thì canh mít nha, có khi còn sát cả cướp rừng bên họ cơ, làm cho họ phải rối loạn luôn. Như vậy là DB của chúng ta hết anh em ơi, hết DB rồi. Bây giờ xin phép là đi cắm chuột đây, cắm chuột bây giờ chúng ta dùng tạt qua bên con game đế vương, chúng ta tiếp tục chúng ta test. Xin chào Hiếu Văn, làm rối loạn đội đối phương, team địch lẫn team mình. Team địch thôi, team mình là họ biết đấy, team mình thì cũng gọi là hơi hơi thôi, cũng gọi là gọi hơi hoa mắt thôi, quan trọng là team địch đấy, team địch là rối loạn luôn. Xin chào người em Nguyễn Văn Cảnh, em chào bác ạ, để khi khác bác hỗ trợ em sau, hôm nay em con em đi ngủ rồi ạ. Đấy nhá, bây giờ người em lên chuồng sớm rồi, quan trọng là con nó bắt đi ngủ là một, vợ bắt đi ngủ là hai, là anh em phải thực hiện luôn nhá, không được cãi lại. Cãi lại là ngày mai là hết chơi anh em ạ. Đấy. Xin chào người em Minh Tuấn 1612, em chơi 5 ngày đã được 265 master rồi. Đấy, chơi nhanh lắm anh em ạ. Đây Louis này. Louis này, à tặng bộ ring band này. Tặng bộ ring band. Ok chưa? Hôm nay hơi ít đồ anh em nhỉ? Đấy, hôm nay hơi ít đồ. Có khi để ngày mai đi, ngày mai tôi tích đồ và tôi tra ra anh em sau nhé. Đấy, anh em đồng ý không? Đấy, bây giờ chỉ có mỗi con thần mã thôi. Bây giờ chỉ có mỗi con thần mã hơi ít đồ. Để tôi tích đồ này, để xem ông nào cho tôi đồ nữa không. Để mai chúng ta sẽ làm một cái tra ra lớn nhé. Một cái tra ra thật lớn để chúng ta phải chơi cho nó rực rỡ. Xin chào anh em Vũ Tuấn, con mu BK bác gấu thế mà qua con này lại hóa thỏa trong rừng thế. Bên này là gì ạ? Bên này là mình chơi theo kiểu là gọi giải trí hoài niệm. Đấy. Tự đi kiếm đồ cho nó vui anh em ạ. Còn bên kia thì con game MU chứ BK là gì ạ? Game nó lâu rồi, 5 năm rồi. Đồ nó nhiều dễ kiếm. Do vậy là đồ là mình kiếm nhanh hơn. Còn đồ con game này là đồ kiếm khó hơn. Xin chào Tiến Lâm, xin ring pen 5 đi bác Hải. Ring pen 5 à? Ông Louis vừa cho tôi ring pen 5 à? Ở đây này, ring pen 5 này, một cái này. Đâu đâu anh em Tiến Lâm qua đây nào, Tiến Lâm đâu? Một cái ring này. Hai ring 5 này, ui dồi, ngon thế nhỉ. Hai ring 5 này, một cái nhẫn 3 là nhẫn 5 này. Tặng người em Tiến Lâm luôn, tên người em là gì luôn, vào việc luôn. Vào việc luôn. Xin chào em Die For Girl, bác bảo AD MU Đế Vương ra Tết hãy open đi. Ông nào là ép vui vẻ đây à? Tiến Lâm là ép vui vẻ à, rớt rớt là không phải rớt rồi. Ông rớt cơ, ông rớt xin rồi. Đây lấy gì nào? Mời Black à? Cho em đồ ép ring pen bác ơi, đồ ép à, đồ ép không có. Đây chỉ có bullet này với cả ring pen này, còn đâu vũ khí là tí nữa nhá, vũ khí tí nữa mới có, bây giờ chưa có.
rớt đâu, rớt 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 đâu em, rớt 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 đâu rồi, rớt ơi, rớt 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 đâu, chưa thấy rớt đâu, rớt cha xe tôi đi, rớt ơi. Xin chào anh em tài nhớ mẫu cho điện thoại à? Không người anh em ơi, mẫu này là chơi trên PC thôi, chơi trên máy tính thôi. Ai đây rồi, game cho tôi cái mũ vải thô đấy anh em ơi, mũ vải thô đây rồi nha, xin phép bỏ cái mũ này xuống nha. Rớt rớt đây, rớt đây, đây tặng người em rớt bộ ring band cũng 5 hàng vừa về. Cảm ơn anh em Louis nhé, Louis 14 đã tặng tôi bộ ring band. Đấy, tôi tặng lại người em rớt. Đấy, chúng ta cũng gọi là chia sẻ niềm vui nhé. Xin chào anh em Phạm Vĩnh, chào người em Thiện Lành, chúc bác buổi tối tràn ngập niềm vui. Đấy, tôi lại cảm ơn người em Phạm Vĩnh, tôi xin chúc lại người em Phạm Vĩnh là một buổi tối rực rỡ, 6368 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn.